Kỳ Lân Luxury xin trân trọng giới thiệu sản phẩm túi Plaza Epsom với da cá Alligator Blue tinh tế và cuốn hút. Đây được xem là món phụ kiện thời trang không thể bỏ lỡ dành riêng cho các quý ông lịch lãm. Thân túi chế tác từ da Epsom được phối da cá Alligator độc bản. Bên góc dưới túi được dập logo Kỳ Lân hình vương miện nổi bật đầy lạ mắt với ngăn chính và phụ phủ da Epsom đen. Tất cả các ngăn túi đều có công năng riêng như để thẻ Visa, các visit, điện thoại, máy tính bảng, ví tiền. Một thiết kế đẹp mắt, tối ưu công năng giúp sản phẩm túi Plaza Epsom phối da cá Alligator Blue được các quý ông yêu thích, lựa chọn số 1 trên thị trường. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân Hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.